Do mưa lớn trên thượng nguồn hôm qua và ngày hôm nay, lũ lớn đã xuất hiện trên sông Hồng ở thành phố Lào Cai, ảnh hưởng tới sản xuất, đời sống của người dân. Đây là đợt lũ lớn nhất trên thượng nguồn sông Hồng tính từ đầu mùa mưa năm 2022 cho tới nay. Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai, mực nước trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai lúc 10 giờ ngày 14 tháng 6 là 81,39 m, trên mức báo động 1. Hiện nay, lũ đang lên do mưa lớn phía thượng nguồn ở tỉnh Vân Nam Trung Quốc và điều tiết xả lũ của các thủy điện trên thượng nguồn. Đỉnh lũ sông Hồng có khả năng tiếp tục lên. Dự báo trong những ngày tới, các sông suối ở Lào Cai sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lên từ 1,2 đến 3 mét. Lũ lên cao bất ngờ đã gây ngập lụt vùng ven sông, làm thiệt hại nhiều diện tích rau màu của người dân. Một số công trình xây dựng hạ tầng ven sông buộc phải tạm dừng thi công, di chuyển máy móc thiết bị để tránh lũ. Cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân không vớt củi gỗ, đánh cá trên sông Hồng khi lũ về để giảm thiểu tối đa thiệt hại về người.